Vừa trao vàng xong xuôi cho Lê Phương, nhà trai gửi tiền thách cưới, mẹ cô dâu liền hành động choáng thế này đây. Hành động của mẹ Lê Phương khiến chú rể và nhà trai phải đứng hình. Sáng nay, lễ ăn hỏi của Lê Phương và chồng kém 7 tuổi đã chính thức diễn ra trong sự chúc phúc của toàn thể bạn bè, người thân. Ai cũng cảm thấy hạnh phúc thay Lê Phương khi cô đã tìm thấy bến đỗ mới của cuộc đời mình. Trước khi Lê Phương và Trung Kiên kết hôn cũng không hề suôn sẻ. Cô bị nhà trai phản đối vì hơn tuổi, có một đời chồng và có con riêng. Nhưng nhờ sự đấu tranh của cô và bạn trai, cuối cùng cả hai cũng đến được với nhau. Có thể việc gia đình nhà trai từng phản đối, nên trong lễ vu quy này, sau khi nhà trai trao tiền thách cưới, mẹ Lê Phương liền có hành động khiến mọi người rất ngạc nhiên, đó là gửi lại tiền này cho chú rể. Lê Phương dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi. Đám hỏi diễn ra trong không khí vui mừng của cả hai bên gia đình. Rất đông bạn bè đến tham dự và ghi lại khoảnh khắc đáng giá này của Lê Phương. Cũng như bao lễ ăn hỏi khác, Lê Phương lần lượt được nhà trai, nhà gái tặng vàng. Mẹ cô còn đeo của hồi môn cho con gái trước khi Lê Phương về nhà chồng lần hai. Sau khi trao vàng cho cô dâu, nhà trai đã gửi tiền thách cưới cho nhà gái để trong hai hồng bao. Đây là tục lệ không thể thiếu trong đám cưới và là điều kiện để nhà trai có thể rước dâu thành công. Trước đó còn phản đối con trai lấy Lê Phương, nhưng nhìn hình ảnh thân thiết giữa hai nhà thông gia, ai đều xóa tan những việc không vui trước đó. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thách cưới, mẹ Lê Phương liền xin phép tặng lại cho hai con và đưa tận tay cho con rể khiến chồng Lê Phương cũng phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, sau thời gian ngập ngừng, chú rể cũng tiếp nhận tấm lòng của mẹ vợ. Được biết, số tiền thách cưới chỉ được trao trả cho nhà trai khi nhà gái muốn hủy việc. Cưới xin mới khiến chú rể khá lúng túng. Tuy nhiên, mẹ Lê Phương đã xin phép được tặng lại cho hai con, mọi người hoàn toàn vui vẻ. Lỡ lời trên mạng xã hội, Xuân Lan để lộ tin Hà Hồ thực sự đang yêu Kim Lý. Rất mong bàn tay ai bên cạnh sẽ vững chắc nắm tay em gái mình, vượt qua mọi bão giông, đi đến con đường hạnh phúc. Xuân Lan bày tỏ tình chị em với Hà Hồ. Giữa thời điểm nghi vấn tình ái với Kim Lý, sau loạt cảnh nóng trong MV, cả một trời thương nhớ vẫn còn nguyên sức sống. Hồ Ngọc Hà tiếp tục gây chú ý trong chia sẻ mới đây. Hôm qua 3 tháng 8, nữ hoàng giải trí ra phi trường, lên đường đi lưu diễn tại Úc. Nhưng không may cô bị delay máy bay cất cánh muộn. Trong lúc chờ đợi, vợ cũ Cường Đô La dành thời gian nhìn lại mọi thứ đã xảy ra với mình thời gian qua. Nữ ca sĩ gốc Quảng Bình đăng tải hình ảnh cùng dòng tâm sự dài. Vội vã ra phi trường bay sang Úc để tham dự hai show diễn. Nỡ lòng nào delay từ 9 giờ đến 11 giờ đêm vậy thế này. Nhưng cũng được, mình có cơ hội nhìn ngắm lại mọi thứ trong thời gian ngắn vừa qua. Nghĩ ra nhiều câu chuyện, nhiều bài hát cho lớp song sắp tới và cũng tiếp tục nghiệm thêm về nhiều người. Mình lớn rồi không sân si, cũng chẳng để tâm những chuyện không đáng nữa. Ai vui thì vui, hết vui thì chào tạm biệt. Mình cũng lớn rồi để không ảo tưởng mọi thứ và vẽ vời vớ vẩn. Sống thực tế, cảm xúc và suy nghĩ thay đổi theo từng giai đoạn. Giai đoạn này là vui, nếu thấy vui, nhưng tất nhiên không bao giờ làm ai buồn. Ai nói gì sau lưng biết hết, nhưng tuổi này chỉ thích những gì diễn ra trước mắt và giải quyết thôi. Ngay lập tức, cuộc tương tác thân mật của mỹ nhân họ Hồ và siêu mẫu Xuân Lan sau dòng trạng thái đã gây chú ý đặc biệt. Đáp lại nỗi lòng của đàn em, nữ diễn viên những cô gái chân dài để lại bình luận động viên. Rất mong bàn tay ai bên cạnh sẽ vững chắc nắm tay em gái mình vượt qua mọi bão giông, đi đến con đường hạnh phúc. Trước lời khước từ, mình tự bước chị ơi đâu cần ai của giọng ca xin hãy thứ tha. Xuân Lan khích lệ đàn em, Hà ơi không cần, mình vẫn là mình, nhưng nếu có ai tốt đi cùng thì cũng đỡ cô đơn. Mà có ai đàn ông thực sự trong giông bão sẽ là lá chắn cho em thì càng tốt, mong lắm, thương em. Đừng bỏ trốn hay không lên xe như trong clip cả một trời thương nhớ nha trời. Đoạn hội thoại qua lại của Hà Hồ và Xuân Lan nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh lời khuyên đừng trốn chạy tình yêu, nhiều người tò mò ai là chủ nhân của bàn tay bị cắt xén trong bức ảnh Hồ Ngọc Hà đăng tải mới đây. Dù Hà Hồ và Xuân Lan đều giấu kín, nhưng qua tình tiết trùng hợp, danh tính người đàn ông bí mật bên Hà Hồ đã được hé lộ. Theo đó, Kim Lý đã được chỉ mặt điểm tên, nghi vấn có độ tin cậy cao bởi chiếc váy xuyên thấu Hà Hồ mặc trong bức ảnh đăng tải cùng người đàn ông bí mật, cũng chính là trang phục nữ ca sĩ diện hôm tham gia sự kiện tại Thái Lan ngày 1 tháng 8 vừa qua. Có mặt tháp tùng người tình tin đồn tại Thái Lan, ông trùm hương ga bảnh bao lịch lãm với áo sơ mi quần tây, tay đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu.
Ngoại hình của Kim Lý tại xứ Chùa Vàng hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh người đàn ông có bàn tay bí ẩn được Xuân Lan gửi gắm. Nắm tay em gái mình vượt qua mọi bão giông, đi đến con đường hạnh phúc. Sáng 25 tháng 7, Hồ Ngọc Hà ra mắt MV Cả Một Trời Thương Nhớ. Sản phẩm âm nhạc gắn mác 18 cộng của nữ hoàng giải trí nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Bên cạnh cảnh quay đẹp, giọng hát khàn đặc trưng, thì loạt khoảnh khắc nóng bỏng của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và bạn diễn Kim Lý gây được sự chú ý đặc biệt. Trong MV, nam chính diễn viên Kim Lý nhập vai chàng sĩ quan điển trai và cuồng nhiệt trong các cảnh nóng cùng nữ ca sĩ phòng trà Ngọc Hà. Chỉ vì những nụ hôn quá sâu, quá ngọt ngào, đôi trai tài gái sắc ngay sau đó phải đối mặt với nghi án phim giả tình thật. Trước nghi án tình ái với bạn diễn, nữ hoàng giải trí lên tiếng: "Chứng tỏ tôi diễn quá đạt." Mẹ bé Subel cho biết, để diễn liên tục cảnh hôn cùng Kim Lý, cô đã phải tìm cách giảm căng thẳng bằng 3 chai bia, 4 cái kẹo thơm và 5 viên an thần. Không chỉ bác bỏ nghi án phim giả tình thật, Hồ Ngọc Hà thẳng thắn bày tỏ quan điểm khi nhận được nhiều lời khen đẹp đôi từ khán giả. Đó chỉ là những phản ứng tích cực để tạo nên hiệu ứng cho MV. Giọng ca Xin Hãy Thứ Tha cũng đồng thời chia sẻ về mối quan hệ hiện tại của cô và Kim Lý. Trước đó chúng tôi không quen nhau, sau khi quay MV cũng có hỏi thăm qua lại. Tiếp xúc rồi mới thấy Kim Lý dễ thương, tình cảm, đúng kiểu một người đàn ông Bắc Âu, lịch lãm và rất trân trọng phụ nữ. Về phía Kim Lý, anh ấy nói rất hạnh phúc khi có một quyết định đúng đắn là nhận lời tham gia MV này. Trong khi Hồ Ngọc Hà phủ nhận chuyện tình ái, Kim Lý lại công khai chia sẻ cảm xúc nhớ nhung cô trên mạng xã hội. Cách đây ít ngày, tình cũ của Trương Ngọc Ánh không ngần ngại tác thẳng Facebook của Hà Hồ để bày tỏ nỗi nhớ nhung với người tình tin đồn "I miss em Hà ơi, tôi nhớ em Hà ơi". Ngay sau lời bày tỏ nhớ nhung, cặp tình nhân Cả Một Trời Thương Nhớ lại dành cho nhau trái tim yêu thương. Suy nghĩ của Phi Thanh Vân thay đổi bất thường sau đại phẫu hơn nửa tỷ. Không còn những phát ngôn gây sốc cùng lời lẽ thẳng thắn, giờ đây, hậu đại tu, suy nghĩ của Phi Thanh Vân trở nên lạ lẫm với cư dân mạng. Nếu như trước đây, Phi Thanh Vân chỉ viết những dòng ngắn gọn về hoạt động của bản thân hay khoe chồng con, thì từ lúc đại trùng tu cô thay đổi chóng mặt. Phi Thanh Vân thoát xác, trở thành người phụ nữ với nhiều trải nghiệm sâu sắc, không chỉ viết những dòng tâm sự xúc tích bao hàm nhiều ý nghĩa. Mới đây, Phi Thanh Vân còn khiến cư dân mạng ngơ ngác với tâm thư về tình yêu, sự nghiệp của phái nữ với tựa đề "Phụ nữ nên chọn tình yêu hay sự nghiệp". Tình yêu thì cũng dang dở bởi những dại khờ của tuổi trẻ hoặc những yêu thương không nói nên lời, khiến những cô gái của chúng ta trở nên mông lung một cách khó hiểu giữa cuộc sống này. Đợi chờ mãi cũng càng khó kiếm được người vừa lòng. Khi ta đã nhiều tuổi hơn thì những cơ hội chọn bạn đời cũng ít lại. Khi nghe đến vấn đề này, tôi chắc chắn rằng phần lớn các bạn đều chọn lựa cho mình một thứ. Có người chọn cả hai, nhưng còn đối với những ai nghi ngại, có thể họ muốn cả hai hoặc là họ còn phân vân giữa những lựa chọn của mình, nhất là đối với những ai đã tuổi băm hoặc hơn nữa. Khi mà mọi thứ còn chưa đâu vào đâu, sự nghiệp bình thường như bao người cũng có ước mơ nhưng không đạt được hoặc vẫn miệt mài theo đuổi con đường mình đã chọn. Con đường tôi đi là một con đường dài miệt mài, theo đuổi những đam mê trong công việc, khiến tôi giờ đây cũng trở nên giật mình vì mãi mình chưa thể nào dừng lại ở một tình yêu đúng nghĩa. Cứ kiếm tìm mãi thì sẽ được gì? Thế giới này khó tìm được một người phù hợp với mình, phải chăng là thích nghi lẫn nhau để sống chung, tạo dựng con cái duy trì dòng máu? Như thời xa xưa, con người sống với nhau chỉ là nhóm nhỏ 100 người, không có cơ hội để suy nghĩ kén chọn bạn đời cho mình, mà vội vồ lấy nhau để sinh tồn bấu víu trước những hiểm họa của thiên nhiên. Là phụ nữ, ai mà chẳng mong muốn mình có một hạnh phúc trọn vẹn, một tình yêu đúng nghĩa của sự kết hợp lý trí và con tim. Thế nhưng, ông trời cho mỗi người một vẻ, được này mất kia. Có phụ nữ đã được bản năng trời phú có nét duyên sẵn có, thu hút người khác phái, còn những người khác thì thông minh giỏi giang trong công việc, nhưng lại thiếu sự thu hút, duyên dáng của người con gái. Trách làm sao được, sự hoàn hảo là điều chẳng ai muốn. Phụ nữ nào mà chẳng muốn gia đình mình hạnh phúc, sự nghiệp vững vàng. Nhưng tôi nghe đâu đó, người ta bảo đàn ông rất sợ phụ nữ thông minh, nói đúng hơn là những người phụ nữ thành đạt. Điều này đúng một phần nào đó, nhưng nghe lại thì có vẻ cổ hủ làm sao. Tạo hóa ban cho mỗi người một vẻ, đàn ông đàn bà đều là con người cả, không thể bắt người phụ nữ phải ngốc hơn đàn ông thì mới lấy được chồng.
Yêu nhau là phải chia sẻ và chấp nhận nhau. Người đàn ông không chấp nhận người bạn đời thông minh hơn mình thì thật kém bản lĩnh. Là sự né tránh với chính mình, không cần cánh mày râu phải thông minh hơn họ, mà chỉ cần biết chấp nhận là được, như một phần đặc biệt trong cuộc sống này vậy thôi, Phi Thanh Vân giải bày. Nhưng khi không đạt được những ước nguyện như ý về hạnh phúc, Phi Thanh Vân nhắn gửi, là phụ nữ, nếu không tìm được cho mình một người bạn đời vừa ý, cảm thấy không phải là người mang lại hạnh phúc cho mình, thì đừng chấp nhận một cách vội vàng. Mình đã sống 1/3 cuộc đời rồi mà vẫn hạnh phúc bên gia đình người thân. Chọn chồng là chọn người sống cùng mình suốt quãng đời còn lại, dài lắm, nên đừng vội làm cho bản thân phải hối hận sau này. Hoặc là đến một lúc nào đó, bạn không cần một người để yêu, để hôn tạm biệt mỗi buổi sáng khi đi làm, hoặc khi là trái tim bạn đã muốn hết yêu, thì hãy chọn một người đàn ông để làm chồng với những tiêu chuẩn mặc định mà bạn đưa ra. Một người chồng đúng nghĩa và chỉ có người để sống chung mà thôi. Còn khi trái tim mình còn biết cảm thì đừng vội tệ bạc với nó, hãy dũng cảm và chấp nhận như một phần đặc biệt trong cuộc sống này. Để chốt lại tâm thư, người đẹp giao kéo chia sẻ, tình yêu hay sự nghiệp, miễn sao bạn cảm thấy thoải mái với chính mình, tin với chính lựa chọn của bản thân mình, chỉ cần bạn được là chính mình mà thôi. Nếu có tình yêu mà còn hoài nghi với quyết định của bản thân thì chắc chắn sẽ không được hạnh phúc. Nếu miệt mài công việc mà vẫn khát khao tình yêu thì hãy đi tìm, chạy thật nhanh đến nơi trái tim mách bảo. Nhiều người khi đọc những dòng chữ này đã không thể tin nổi đây chính là cô nàng chuyên có những phát ngôn gây sốc trong showbiz Việt.